Các bạn, mình là Minh Thắng, mình đến từ diễn đàn Android.vn. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn một ứng dụng sử dụng các cử chỉ trên màn hình để điều khiển các thao tác trên máy một cách rất dễ dàng. Đó là GMD Gesture Control. Khi mới vào ứng dụng, thì ứng dụng sẽ yêu cầu bạn tinh chỉnh màn hình bằng cách chạm càng sát mép màn hình càng tốt. Điều này giúp các bạn có thể ứng dụng tốt những khoảng trên màn hình của các bạn để phục vụ cho các cử chỉ sau này. Ở màn hình chủ, các bạn có thể thấy đây là những thao tác đã được ứng dụng thiết lập sẵn dành riêng cho điện thoại. Ví dụ, vút từ bên trái sang là mở thanh chỉnh đơn. Vút lên trên rồi bên phải từ bên trái sang là chuyển sang một ứng dụng gần đây nhất giống như nút Alt Tab trên máy tính vậy. Vút từ bên phải phía trên sang là nút back giúp bạn quay trở lại màn hình trước giống như nút back của Android. Vuốt lên từ bên phải là nút tắt màn hình, vân 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 vân. Ngoài những cử chỉ đã được máy ứng dụng thiết lập sẵn, bạn cũng có thể tạo cử chỉ riêng cho mình bằng cách vào tab user gesture. Như ở đây mình đã tạo ra hai cử chỉ, đó là vẽ chữ O để tắt màn hình và vẽ hình con cá để tạm dừng ứng dụng. Phần tab Launchpad giúp bạn thiết lập các tùy chọn thích hợp cho menu vuốt từ các vị trí của các bạn. Như ở đây mình đã thiết lập phần thanh chỉnh đơn bên trái là mở các ứng dụng gần đây nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể thiết lập danh sách đen, tức là những danh sách ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng bởi GMD Gesture Control, hay những vùng hay những khu vực mà ứng dụng dùng nhiều cần phải tránh. Trong mục cài đặt cũng có rất nhiều tùy chọn để cho các bạn lựa chọn, chủ yếu là các tùy chọn về hình ảnh và thông báo. Các tab Touch Consumption cho phép các bạn thiết lập các vùng để các vùng và các tùy chọn cảm ứng nhiều ngón tay. Ở đây các bạn có thể thấy những vùng, ví dụ như góc trên màn hình, góc trái màn hình. Đây là khi bạn tích vào đây thì những vùng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cử chỉ mà bạn dùng. Phần Advanced là thiết lập nâng cao. Ở đây các bạn có thể tinh chỉnh lại màn hình, cũng như thiết lập một số tùy chọn liên quan đến góc của màn hình và kích cỡ của các thao tác. Ngoài ra, các bạn cũng có thể thiết lập một số tùy chọn nâng cao. Ví dụ như đè lên cảm ứng chạm của màn hình, cảm ứng chạm đa điểm của màn hình, vân vân và vân vân. Ứng dụng GMD Gesture Control là một ứng dụng trả phí, tuy nhiên bạn cũng có thể tải dễ dàng ở trên android.vn. Để cài đặt ứng dụng bạn yêu cầu thì yêu cầu máy bạn phải root. Phần review của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bài review khác trên diễn đàn android.vn.